các bạn phải là người giải ha, các bạn đưa đáp số cho mình chứ mình không có giải mà mình đưa đáp số của bạn ha, các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hỏi thôi. Rồi ok, bạn Giang hỏi gì? Ok, bạn cứ show ra. Bạn present đi. Bạn có thể zoom cái code cho mình coi thử, bạn tính tay như thế nào, bạn nói cho mình nghe thử. Như mình nói ha, bạn hãy show cho mình coi cái giá trị tại điểm số số 1 ha, tại số 1 là nhiêu, ngay đó đó, là nhiêu mà bạn ra một nhưng mình nghĩ nó sai rồi đó. Rồi, ok. Nếu như các bạn không có câu hỏi gì tiếp theo thì chúng ta nghỉ ở đây ha các bạn ha. Mình sẽ post cái bài giải lên cho các bạn và bằng cái video của các của lớp trước các bạn nha. Họ đã giải ra được và giải rất là tốt các bạn ha. Ha. Rồi, mình sẽ post cái đáp án cho các bạn sau. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Liên quan đến nội dung môn học. Ok, bạn cứ hỏi đi. Mình đã giải thích với bạn rồi. À, ngay tại gốc nó là sẽ là 0,0 thì ở giữa nó là trừ 1 ha.
Mình đã giải thích với bạn rồi. Rồi, ok, các bạn về và các bạn hãy practice thêm ha. Phải làm cho nó nhanh ha. Có khả năng là trong kỳ này chúng ta lại thi trắc nghiệm ha. Và thi trắc nghiệm là dạng nó giống vậy các bạn ha. Nha. Rồi. Ok, nếu không hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ đây các bạn.